lạp sơn hoàng trọng thùy trở lại với quý khán thính giả trong một thời sự thế giới ngày hôm qua tổng thống obama trong một cuộc họp báo đã có bài diễn văn để trình bày về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hoa kỳ và cuba ông đưa ra lời tuyên bố ông nói rằng sự thay đổi trong đời sống đã khó rồi huống hồ gì đối với đời sống của cả một quốc gia và sự thay đổi còn khá khó khăn hơn nữa khi mà chúng ta tiếp tục mang trên vai chúng ta gánh nặng của lịch sử thế nhưng ngày hôm nay thay đổi là một điều đúng và chúng ta nên làm ngày hôm nay người mỹ đã quyết định lựa chọn việc mà chúng ta cắt bỏ đi những xiềng xích của quá khứ và để tìm đến một cái tương lai tốt đẹp hơn cho người cuba và kể cả người mỹ nữa và đồng thời cho cả thế giới này Thưa quý vị Và cái cuộc thương lượng này giữa Hoa Kỳ và Cuba đã kéo dài được bao lâu Hà Lạp Sơn? Đã là 18 tháng rồi thưa quý vị Cái cuộc thương lượng này đã bí mật kéo dài Và uh, hai tổng thống Barack Obama và ông Raul uh, Castro. Castro Đã bí mật đến Vatican để nói chuyện với ông Pope Oh, Đức trong Giáo 10, hoàng, Đức Francis. hoàng Francis trong 18 tháng qua và gặp rất là nhiều lần chứ không phải là một hai lần mà đã tiến đến một cái quyết định là bình thường hóa cái quan hệ giữa hai nước. Cho nên đây cũng có sự nhúng tay của Đức Giáo hoàng Francis. Chắc chắn dạ. họ nói rằng công lao lớn nhất cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Hoa Kỳ là chính Đức Giáo hoàng. Chúng ta cũng biết Cuba là một quốc gia hầu hết trên 90% là theo công giáo. Mặc yeah. dù đây là một quốc gia cộng sản, yeah. thế nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn người dân cầu nguyện được và nhất là giữ niềm đức tin và rất nhiều người Cuba đã cầu nguyện cả 50 năm qua để tìm thấy một ngày mà họ sẽ được tháo bỏ những xiềng xích. Và quý vị nhìn thấy trên đường phố của Cuba đó. Cái cuộc sống họ Họ, họ nói như thế này hay lắm họ nói cuba là một quốc gia có thể nói còn lại trên thế giới này frozen in time là một quốc gia đóng băng vào quá khứ trong quá khứ yeah. và quý vị nhìn thấy trên khắp các đường phố không hề có một chiếc xe ngoại quốc nào hết ngoại trừ những chiếc xe mỹ có từ thời thập niên 50 từ trước khi mà bị cấm vận trước khi cầm... yeah. là những chiếc xe này còn lại và quý vị biết nó hay lắm người dân Cuba chúng ta thấy khi mà họ có một đời sống khắc khổ đó họ tự chế biến lấy yeah. những phụ tùng rồi có khi bị tuồn vào từ nước ngoài bởi vì chúng ta cũng biết đó bờ biển của Cuba với bờ biển của Miami Florida cách nhau chỉ có 90 dặm thôi Rất mà hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một thế giới của thế kỷ 21 và một thế giới của thế kỷ vẫn còn kẹt lại trong thế kỷ 20 này. Wow. Và đó là lý do quý vị nhìn thấy trên đường phố <laughs> Những chiếc xe mà chúng ta đó. Cho nên đây là một cơ hội mà Hollywood sau khi bình thường hóa, họ sẽ sang đây họ quay lại những cuốn phim Bà của không? Ernest Hemingway là cái ừ. thời kỳ của Marilyn Monroe đại khái và không cần phải có những chiếc xe cũ kỹ nữa bởi vì trên đường phố của Cuba xe đây Đại rằng là xe cũ kỹ <laughs> đa số người dân Cuba ngày hôm nay chúng ta nhìn lại cũng nhớ vào khoảng thời gian mà ông Clinton đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vậy ngay ngày hôm nay đa số người dân Cuba đã bày tỏ niềm hy vọng và có một cái câu mà chúng tôi nghe được vui hồi sáng ngày hôm nay họ nói rằng tôi hy vọng có thịt để ăn tội nghiệp kia quá tội nghiệp nha à. họ nói rằng đời sống của người dân Cuba lúc này một tháng họ làm 20 đô la nha yeah. bởi vì sao dưới một chế độ cộng sản và có thể nói rằng Cuba và Bắc Hàn là giữ đúng nguyên cái tình trạng cộng sản thời kỳ trước 75 lúc mà cộng sản Bắc Việt đó là nó gọi là Russian. Mỗi một gia đình Chúng ta nhớ thời kỳ yeah. 75 vào đó là chúng ta đi đến các hợp tác xã để lãnh mỗi người một miếng thịt heo ba rội yeah. đó. Một à, gói à, một vài lon gạo rồi mì gói cá khô. Không cần biết gia đình thôi. bao nhiêu người chỉ có bao nhiêu đó thôi là vâng, bao nhiêu. Đó. Cuba ngày nay cũng thế bởi vì cái nền kinh tế của Cuba kiệt quệ sau 50 năm bị cấm vận. Một cái điều đặc biệt đó là tại sao một quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận đó, là thê thảm luôn. Yeah. trong khi Cuba vẫn có quan hệ bình thường hóa với các quốc gia vùng thưa quý vị Caribbean, vùng Nam Mỹ nha, yeah. mà vùng Nam Mỹ có nhiều quốc gia cũng giàu có lắm Brazil vân vân, uh, nhưng mà không có đủ khả năng để vực dậy lý do khoa học và kỹ thuật một quốc gia muốn tăng trưởng là phải có đẩy mạnh về vấn đề khoa học và kỹ thuật Cuba không có được điểm đó cho nên máy móc đã yeah. hạ tầng cơ sở tệ hại vô cùng họ hy vọng rằng với cái việc bình thường hóa quan hệ này Cuba sẽ nhập cảng được theo lời của ông Raúl Castro một cái điểm họ xếp đặt rất là hay ngày hôm yeah. qua đúng vào lúc tổng thống Obama bước ra ở tòa bạch ốc yeah. thì bên phía bên kia ông Raul cũng bước ra luôn. Đúng hai người. Yeah. Và điểm đặc biệt thưa quý vị, trong bài diễn văn của hai người dường như đã được xếp đặt sẵn cùng đưa ra một thông điệp duy nhất. Yeah. Đó là việc bình thường hóa và phía Cuba nói rằng cũng cũng lựa những cái lời lẽ chúng ta không nên gánh trên vai những yeah. cái uh, gì quá, khó, nghề, mà, quá yeah. khứ rồi Tổng thống Obama thì dùng hãy cởi bỏ xình xích của quá khứ đại yeah. khái nhưng điểm quan trọng hơn cả là mọi người đều tán dương nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Francis yeah. Ngài là người tuyên bố chúng ta không nên để cho bất cứ một người dân, một quốc gia nào trên thế giới bị nghèo đói Ngài là người đã đẩy mạnh cả những cái nỗ lực để giúp cho người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo đói. Và ngày hôm nay mọi người dân phải nói rằng người Cuba yeah. lại bày tỏ thêm sự ngưỡng mộ đối với Đức Giáo hoàng Francis, người đã âm thầm phải tiếp chuyện riêng với tổng thống Obama nhiều lần, phải tiếp chuyện riêng với ông Raúl Castro nhiều lần để khuyên hai người hãy bắt tay nhau ngày hôm qua trong bài diễn văn cá nhân tổng thống obama cũng phải gửi lời cảm tạ đến đức giáo hoàng yeah. francis vì nói rằng chính ngài là người đã thúc đẩy việc mà có mở một cái đường hướng mới cho yeah. cuba ngày nay người dân cuba thì nói rằng chúng tôi uh, tin tưởng việc hoa kỳ mở cửa cho cuba và chúng tôi cũng mong rằng hoa kỳ sẽ tiếp tục mở rộng cánh cửa này yeah. trong tương lai tuy nhiên thưa anh thưa quý vị thì đó là những người cuba đang ở bên nước cuba Ừ. À, còn những người Cuban mà đã bỏ trốn Trước năm 1961 Để ừ. mà tới đất nước tự do ừ. Thì họ lại không đồng ý Và họ nói là nước Mỹ đã betray họ Đã phản dạ. bội họ Và họ không tin ông Tổng thống uh, Raúl Castro rồi, rồi. Dạ. Vâng, Chủ tịch Raúl Castro dạ. Cuba Lý do là là một nước quốc gia cộng dạ. sản dạ, họ Một nước cộng, cộng sản họ không có giữ lời dạ, dạ. Vâng. Um, Rất tiếc chúng tôi phải chia tay với quý vị Lúc này xin hẹn trở lại Vào chương trình ngày mai Cũng vào lúc 8 giờ sáng thưa quý vị. Bên cạnh đó, mời quý khán thính giả trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay để theo dõi các bản tin cập nhật trong ngày quý vị nhé. Lập Sơn và Hoàng Trọng Thủy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và xin trân trọng kính chào.